Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, đợt rét đậm nhất trong mùa đông năm nay đang có xu hướng suy yếu. Từ ngày Chủ nhật của tuần này, nhiệt độ sẽ đồng loạt tăng từ 2 đến 3 độ một ngày ở các khu vực. Tuy nhiên, trong những ngày tới sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực ở Bắc Bộ và các khu vực ven biển của Trung Bộ. Đợt không khí lạnh sắp tới đây là ngày thứ ba của tuần tới, ngày mùng 1 tháng 3, và đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ diễn ra sau ngày mùng 6 tháng 3. Tuy nhiên, không khí lạnh tăng cường với cường độ yếu, nhiệt độ ban ngày chỉ giảm nhẹ xuống mức từ 23 đến 24 độ, đồng thời thì mưa nhỏ sẽ diễn ra ở nhiều khu vực. Đối với các khu vực ven biển của Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, mưa trong những ngày tới có xu hướng giảm, thời tiết chủ đạo là có nắng. Đáng lưu ý, trong những ngày của không khí lạnh tràn về, mưa nhỏ sẽ diễn ra ở một số ít khu vực. Đối với khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới thì nắng nóng có xu hướng gia tăng. Từ ngày thứ hai của tuần tới, nhiệt độ ban ngày có thể tăng lên mức từ 32 đến 35 độ. Trong đó, cao điểm về nắng nóng sẽ diễn ra những ngày đầu tuần tới. Nhiệt độ ban ngày có nơi xấp xỉ đến 35 độ. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trong cả nước trong ngày và đêm ngày 27 tháng 2. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rắc, với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rắc, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rắc, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Lui xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rắc, với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Và cứ bận tin hôm nay là chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.